Gà nguyên con đã làm sạch, kho bằng nước kho trong 3 tiếng đồng hồ. Nước kho sẽ ngấm vào thịt gà, làm tăng thêm vị đậm đà. Tôi sử dụng nghệ và giềng, hơn 30 loại nguyên liệu thuốc bắc dưỡng sinh cho vào kho lim dim. Nước kho được nấu bằng hơn 30 vị thuốc bắc, kho xong cho vào tủ lạnh để nguội, để khách hàng được nếm vị phá lấu Mai Châu, Quảng Đông. Chị đang làm thứ bột gì vậy ạ? À, đây là bột thuốc bắc do tôi tự điều chế, gồm có nghệ, giềng, tiêu tứ xuyên, hoa hồi và còn có cả lá nguyệt quế nữa. Bột thuốc bắc điều chế xong bôi lên trên thịt gà, món gà nướng muối này cũng là món ăn Mai Châu, Quảng Đông thứ thiệt. Vị của nó ăn vào thơm mềm, mịn màng, cả thịt và xương đều rất thơm. Nét đặc sắc tiệm của tôi đó là nhấn mạnh hương vị quê hương. Hoàng Thị Miến sinh năm 1982, người khách già ở Mai huyện Quảng Đông. Tháng 6 năm ngoái, chị thuê lại một ngôi quán tại công quản Miêu Lật bán món phá lấu và gà muối nướng đặc sản quê hương. Tôi mở tiệm chủ yếu là bởi nhớ quê, nhớ lúc còn nhỏ, hương vị món ăn do mẹ làm, có cảm giác nhớ nhà. Mặc dù quán ăn mới chỉ vừa mở, nhưng các món ăn quê hương Quảng Đông thực thụ đã thu hút rất nhiều thực khách. Món gà này rất mềm, mùi vị cũng rất thơm. Ồ, có hương vị của quê tôi. Chị là người ở đâu ạ? Tôi là người Quảng Châu, Trung Quốc. Đến đây ăn sẽ nhớ tới hương vị của quê hương tôi. Lúc nhớ nhà tôi sẽ quay trở lại đây. Rất nhiều khách quen biết chị Hoàng Thiêm Yến đều đến ăn để ủng hộ cổ vũ chị. Vì con gái, chị ở lại Đài Loan mở tiệm, dùng hương vị quê hương quen thuộc, thực hiện ước mơ, cũng tạo ra một bầu trời riêng cho mình. Từ khi lập nghiệp cho tới nay, gặp được rất nhiều bạn bè đáng quý, tôi bây giờ có được một chút gọi là sự nghiệp riêng, đều phải cảm ơn những vị quý nhân đó.